Xin chào em Quảng Nguyễn. Chúc em Quảng Nguyễn buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Chào em Mino. Không test con game kia à? Có tí đấy anh em ơi. Sau blood Devin bên này xong là anh em mình lại đi test. Hôm nay đi test khảm máu anh em ạ. Khảm máu cho DK. Là đi về blood anh em ơi. Chứ có cái vé nào không nhỉ? Con vé ở trong thùng đồ không? Tôi đoán vẫn còn đấy. Phao cách 4 thì phải. Xin chào anh em Kiên Minh. Hãy chào, chúc người em Kiên Minh buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em China Noko. Đấy. Chúc em China Noko là luôn luôn là mãi đỉnh luôn. Đây vé vẫn còn anh em ơi. Pau à. Vé David này để sẵn ra đây này. Đi mua ít máu anh em ạ. Đi mua ít máu nữa. Xin chào em Nguyễn Du. Dạo này không thấy chơi MUBK nữa à? Có anh em ơi, vẫn lên video ầm ầm luôn. Video vẫn lên ầm ầm anh em ạ. Xin chào anh em Lanly. Mô này chưa có Win 3 bác. Chưa có anh em ơi, vẫn Win 2 này. Anh em vẫn Win 2 chủ yếu. Mà con game này open được 9 tháng anh em ạ. 9 tháng rồi bây giờ vẫn Win 2 là chủ yếu thôi. Chưa Win 3. Bây giờ đi Blood thôi anh em ơi, đi Blood. Đấy, giải trí buổi tối. À vào đây cá mập ẩu xịt rồi, hôm nay là địch ngày trực đông đây. Vào đây, địch đông rồi. Đấy, địch đông, địch đông, địch đông. Chào mừng anh em đến với trận Blood 22 giờ buổi tối hàng ngày. Và chúng ta tầm khoảng 2 phút nữa đã bắt đầu rồi. Anh em nhanh chóng nào, một tay cầm bỏng ngô cũng như một cây cầm gọi là nước ngọt đi. Và chúng ta tìm cái vị trí thích hợp để chuẩn bị xem bộ phim mang tên là Blood 22 giờ buổi tối hàng ngày. Xin chào em China Loco, cầu đi em cho bác đi vào rồi, tí nữa anh em ơi, tí nữa nhé. Rồi Will này, PT vào luôn. Rồi hai anh em trên một chiếc xe tăng luôn. Bình thường là 5 người nhưng mà chỉ cần 2 người thôi nhá. Người anh em ngắm súng nhá, còn tôi đứng sau, tôi gọi là gì à? Là gọi là gì à? Cầm vô lăng thôi. Anh em cứ lên đi. Tôi cầm vô lăng, tôi đi đằng sau. Xin chào em Linh Lê, chúc em Linh Lê buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em Nam Nguyễn, xem bác Hải nhảy cầu anh em ơi, đây là chuẩn bị nhảy cầu rồi. Đấy, tắm đêm đi ngủ cho ngon anh em ạ, đi tắm đêm ngủ cho ngon đây. Sói Hoàng Kim này, set đồ cộng 13 này. Là ok anh em ơi. Vâng, huyết đâu đóng cửa trong vòng hai mấy giây đây, anh em thích xem đồ gì nào, bây giờ xem ông nào đồ đẹp đẹp tí nhỉ, DK đâu. DK đây anh em ơi, Sushi à, Sushi đâu. Tôi nhìn thấy anh em Sushi, à Vân Đình. À, chúng ta cùng đến với anh em Vân Đình TT với trang phục đó là set rồng đỏ, hai kiếm rồng đỏ chét và cái wing cũng đỏ chét luôn. Ông này thích màu đỏ rồi. Wing cộng 15 này, set rồng đỏ cộng 15 này. Kiếm rồng đỏ cộng 15 này. Mắc ping em ơi, ring pen cộng 5 này. Ring cộng 5. Và như vậy là hiện tại đây là gì ạ? Top 1 DK nha, top 1 DK hiện tại đồ mắc ping anh em ạ. Đồ mắc ping rồi. Set rồng đỏ đây là kiếm này, kiếm rồng đỏ này cộng 15 này, tăng lực đánh cao nhất cộng 2009 này. Dòng X là tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo cộng 10%. Đấy, đây là kiếm rồng đỏ anh em nhá. Còn cái kiếm rồng màu trắng này là của MG. Đấy. Nhiều anh em cứ vào hỏi là kiếm rồng đỏ là gì? Kiếm rồng màu đỏ là dành cho DK, còn đâu kiếm rồng màu trắng là dành cho MG. Đấy, đơn giản vậy thôi anh em ơi. Khác màu. Vâng, Blood chúng ta chuẩn bị rồi, chuẩn bị mở cửa rồi. Chỉ còn 20 giây thôi anh em ơi, chuẩn bị lên cầu nào, chuẩn bị lên cầu. 3, 2, 1 lên anh em ơi, lên ra ngoài đi anh em ơi, ra ngoài vã đi. Lên. Đây rồi, quân ta đây rồi. Xin phép là chuẩn bị là tele anh em ơi. Lên. Cắm chuột đây anh em ơi, cắm chuột đây. Ông nào đâu, ông Wii của tôi đâu rồi, bạn tôi đâu, hy sinh rồi à? Bạn tôi đâu? Lấy cây nhé. Đây rồi. Vào Ngọc Blue đi vào trong thế nào, xem có hàng gì trong trong không. Cẩn thận anh em ơi, vào phát phải tele ngay này. Có hàng gì trong đây à, đây quân ta đây rồi. À, nhặt ta phá sớm thế anh em ơi, phá sớm quá. Để tôi nhặt cho người anh em ơi. PT bác đây PT luôn đây, tạo nhóm luôn đây. Nhặt được chưa đây. À, nhặt được rồi anh em ơi, đã nhặt được quét rồi. Hôm nay anh em ăn quét sớm đấy nhở. Anh em ăn quét sớm quá đấy. Tôi nhận được quét anh em ơi, gậy thiên sứ rồi, ok rồi. Đi thôi anh em ơi, ra ngoài. Get go.
Đi rồi, đi đi cày, đi cày. Bây giờ đi cày nhá ơi. Xem địch còn không, địch còn không nào. Đi còn không. Ô, vẫn còn địch, vẫn còn địch, vẫn còn địch. Em vị trí xuất hiện rồi anh em ơi. Vã đây, em vị trí đây. Em vị trí kìa anh em ơi. Vã đây, vã đây, vã đây. Con hàng chết quần kìa, nhanh lên, tôi đang cầm quét đấy. Tôi đang cầm quét anh em ơi. Bây giờ tôi hy sinh là quét rơi ra đấy, là rơi ra cầu đấy anh em ơi. Anh em để ý nhá, tôi hy sinh phát là anh em phải đi lấy quét lại ngay nhá. Chết chưa, hy sinh chưa? Rồi, hy sinh rồi đúng không? Hy sinh chưa? Hết chưa? Vẫn còn anh em ạ. Em vị trí vẫn còn. Đang đuổi công đít đi rồi. Tôi đi vào trong, tôi đi vào trong anh em ạ. Tôi đi vào trong, tôi ngoái chùa tí đã. Thằng kia ông vã tôi là hy sinh đấy anh em ạ. Đây này tôi bạn này đây. Will Will ơi. Đây này tôi bạn tôi lại ở trong luôn. À, đi đâu đấy, đi đâu đấy. Đứng ở đây thôi. Ra ngoài làm BK chết toi đấy. Ngoài vẫn còn địch anh em ạ, bên ngoài vẫn còn địch. Anh em đợi tôi tí nhá, để tôi căng mắt thì cái nào, để tôi căng mắt thì cái. Mẹ bây giờ cẩn thận hy sinh đi chứ đấy, cẩn thận hy sinh em ạ. Đi nhẹ nó chạy huyền đấy. Em một chí rồi. Ơ đi mẹ chết chưa, ông này lag à, lag anh em ạ. Giật hết cả mình, lại lag làm tôi giật mình quá, làm tôi giật mình đấy. PT với anh em ơi, PT với nào, tạo nhóm đây. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Đây này, em vị trí vẫn còn anh em, vẫn còn vị trí này, vẫn còn em vị trí này. Vã đi anh em ơi, vã đi, còn hàng chết quần này vẫn sống anh em ơi. Tôi đang cầm ấy đây, tôi đang cầm quét anh em ơi, anh em phải bảo vệ tôi. Mẹ ông này, ông ấy tè lè ghê quá anh ơi. Tôi phải tè lè liên tục anh em ạ, phải tè lè liên tục này. Em vị trí vẫn sống này. Chết. Vẫn sống anh em, vẫn sống. Tôi cầm quét anh em ơi, tôi cầm quét đấy. Ok, bắn đi. Đấy, năm nay là một đâu ra kia. Ôi trời ơi, gần chết. Ui anh em ơi, may quá anh em ơi. Ông em vị trí này ông khỏe lắm anh em ạ. Tôi đi vào trong đây. Tôi lướt vào trong anh em ơi, tôi lướt vào trong thì đéo nữa. Đi vào trong đây. Tôi đi vào trong, tôi săn bắn đánh quá anh em ạ. Đi ngoài này vã nhau là rơi quét đấy. Tôi đang cầm quét mà anh em ơi, tôi đang cầm quét đấy. Núp vào đây, núp vào đây nha. Cặp chuột cái, cặp chuột anh em ạ. Mà hàng vào phát là phải tele ngay, hàng vào phát tele ngay này. Bây giờ đây lại giúp nhau vào đây. Ôi hỏng tôi rồi, lại lôi nhau hết vào đây anh em ạ. Nhưng mà không ăn thua rồi. Chỗ tôi cứ tưởng là chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ an toàn nhất, mà chỗ néo nào cũng nguy hiểm thế này. Rồi đi ra ngoài anh em lôi nhau ra ngoài đây. Để tôi đây, tôi cày đây cho. Xin chào người anh em Thanh Đề, bác nghèo như em mà đây mẹ mày quá luôn anh em ạ. Nghèo nhưng mà vui anh em ơi. Đấy. Tìm được set đồ kỷ niệm của mình ngày xưa mình thích là vui rồi. Xin chào anh em Nam Nguyễn Tele thần trưởng, sợ gì đây đang tele anh em ơi. Nhưng phải để ý anh em ạ, căng mắt ý đấy. Địch vào phát phải tele ngay. Không đuổi nữa. Đấy, anh em đừng đuổi nữa nè. Bây giờ đứng chặn cầu đi, đứng mẹ chặn cầu, không cho ông tele qua đâu. Là được anh em ạ. Chặn cầu anh em ơi, chặn cầu đây, đứng chặn cầu. Xin chào anh em Quảng Nguyễn, dạo này con hàng chết nguồn Kiệt Pedro không thấy PT với bác à. Vẫn cắm chùa thôi, nhưng anh em tôi giờ không PT nữa rồi. Vẫn gọi là gì ạ? Chúng tôi bây giờ như hai ngoại đường thẳng song song rồi. Xin chào em Tân Ly. Bữa giờ bị Linh ganh à, bác không thấy like đúng rồi anh em ơi, phải đi trả bài đấy. Phải đi trả bài, nguy hiểm lắm. Xin chào em Nobita Mid Masterka vào ăn siêu khoa đi, đừng. Masterka là bạn tôi đấy. Xin chào em Bình. Cho em xin thanh kiếm rồng. Ok người em ơi, đây có kiếm rồng đây. Có kiếm rồng nhá, 10% luôn nhá. Tặng người anh em vào đi. Sau một lúc là tôi ra tôi tra re cho nhá. Xin chào người anh em Đoàn Phương. Đấy, chúc em Đoàn Phương buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Cảm ơn anh em Quang Lâm đã follow. Cảm ơn người em Mạnh Cường 0908 đã follow. Chúc anh em buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. 6368 mãi đỉnh. Một này. Một đây rồi, đây tôi tìm rồi. Chết chưa, hy sinh chưa? Ông kia hy sinh chưa? Hy sinh chưa, để tôi đi ra ngoài nào. Đây rồi, ok rồi. Ok, đứng dậy giữa hình Nguyễn Phương đây. Đây rồi, tôi đây rồi anh em ơi. Team tôi đây rồi nhá. Team tôi đây rồi, PT 10 người rồi. Hàng bịt vẫn còn. Ôi tôi xong rồi, rơi con mẹ được gậy rồng rồi anh em ơi. Rơi gậy rồng rồi đấy. Để tôi chat anh em cả. Rơi gậy rồng rồi. Hỏng rồi.
Rơi gậy rồng rồi, rơi gậy rồng rồi. Đấy, anh em nhặt đi, anh em nhặt đi. Mẹ chết tôi rồi anh em ơi, hỏng tôi rồi. Ui, già vẫn còn địch anh em ạ. Cứ tưởng hết địch rồi. Gà quá. Đâu người anh em ơi, tele không kịp anh em ạ. Chuỗi đông người quá, tele không kịp luôn. Căng thật, rơi cả gậy rồng anh em ạ. Rơi bố quét rồi. Mẹ rơi mẹ quét rồi, cay thích à. Đấy, nó khó thở lắm anh em ạ, khó thở lắm. Mẹ cầm được cái quả quét của Blood nhưng mà thì cầm nhưng mà run lắm. Anh em đã đuổi theo gọi là như kiểu là đéo mẹ thì mình đã định vị đấy anh em ạ, có định vị GPRS trên người đấy. Bác Hai đập giúp em cái tay 28 quả với, không đập được bác ạ, không đập được, không đập được. Hi hi. Ca ca. Xin chào anh em Bình, ở server nào thế anh? Ở server 1 anh em ơi, server 1 nhá. Server 1 đấy. Xin chào anh em Hoàng Toàn, sao nay bác trốn vào góc thế? Trốn vào vẫn hy sinh nhỉ anh em ơi. Trốn vào vẫn nhảy cầu này. Khó thở lắm. Xin chào em Poka, Poka MU này chơi bằng điện thoại được không anh? Không anh em ơi. Con game này chơi trên PC thôi. Xin chào anh em Tân Ly, qua tí qua đế vương test class thiết binh đi bác. Ok anh em ơi, tí nữa đợi tôi tí nhá. Tí nữa tôi qua tôi test. Bây giờ cho một số anh em ít đồ đã nhỉ. Anh em nào lấy đồ gì nào? Xin chào người anh em Trường Kẹ. Có server mới chưa? Có rồi anh em ơi, có đấy, có cái server, tí nữa tôi test nhá, đợi tí nhá. Tên là Đế Vương anh em ạ, tên là Đế Vương nhá. Nhìn kia em xin kiếm rồng đây đây. Về Loren, về Loren CIA thùng đồ. Đấy, thùng đồ. Anh em ơi về đây, về đây, về Loren, Loren CIA thùng đồ đây. Vào việc, vào việc. Có ring, có ben, có khiên này. Nha, về đây, về đây, ông nào xin đồ về đây, vào việc. Em xin set DVK, không có set đồ anh em ạ, chỉ có vũ khí và ring ben thôi nhá. Chỉ có vũ khí và ring ben thôi, không có set đồ. Đấy. Gậy rồng cái này có gậy rồng luôn. Này, gậy rồng có lắc luôn nhá. Gậy rồng ring ben này, cho quả khiên đây này. Đấy, vào việc. Trúc sinh này, dâu cây 2k9 này. Anh em cho đồ à? Cho đồ cẩn thận là full đấy anh em ạ. Đây. Tôi cho người em hoa anh đào nhá. Cho người em hoa anh đào. Đấy, anh em cho đồ á, khiên ngon 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 ngon, hàng về. Rồi tuyệt vời luôn, ông nào lấy đồ nào? Ông nào lấy đồ nào? Lấy đồ gì là chát lên luôn à, vào việc luôn. Bao cách một, xin gậy đồng bát, đây là trúc sinh rồi, trúc sinh tôi nhìn thấy rồi. Từ đã để tôi cho trúc sinh đã nhá. À, trúc sinh nào. Trúc sinh lấy gậy rồng nào. Dạ trúc sinh ơi, cha gen đi trúc ơi. Trúc sinh ngày xưa tên yêu cũ thôi đấy. Ông này lấy chuẩn tên đấy, gậy rồng này. Đấy, ring pen này. Ok chưa? Đấy, cho 10 bullet nữa này. Là vào việc. Ngon chết nhá. Đấy, vào việc. Tiếp đi anh em ơi, tiếp đi. Ông nào lấy gì chát lên nào. Xin chào người anh em Chinanoko. Không lấy thần ma 830, 830 bác. Có tí nữa anh em ơi. Có tí nữa. Will này. Will cho gì nào. Khiên 4 bác à. Khiên 4 à. Khiên 4 là khiên gì. Khiên đây, khiên 4 đây. Sao khiên 4 là khiên gì nhỉ? Ui ơi, quả khiên này giảm sát thương 4% anh em ạ. Ui ngon chết thì ông này ông lấy quả khiên giảm sát thương 4% luôn ạ. Ok, đây đây đây. Đấy nhá, vào việc nhá, ngon nhá. Ông này ông tinh mắt thế nhỉ? Tôi còn đéo biết cái khiên đấy nó là dòng gì cơ. Bình 9 Pro này. Xin chào em Lê Huy, có gì mới không bác? Chưa gì mới anh em ạ. Vẫn chưa gì mới. Con game này con game này anh em đi chậm lắm. Đồ bây giờ anh đồ đạc vẫn thế thôi. Bình 9 Pro này. Đâu rồi? Chát lên người anh em ơi, lấy gì chát lên. Xin chào em Kiên Minh, cho em xem bảng điểm với. Ok anh em, đợi tí, đợi tí. Đây bảng điểm đây. Kéo bật được. Xin chào em Bình, em xin kiếm với ring với. Kiếm đúng không? Kiếm đây, ring đây. Rồi kiếm với ring. Kiếm ring ben nhá. 10 bullet này. Được khiên nữa này, nên làm quả khiên nữa đi nhá. Đấy, xong vào việc. Bình 9 Pro. Em bên kiếm rồng đỏ. Đây kiếm rồng đỏ đây. MG. Will đâu, Will đâu, Will lấy ấy rồi. Will lấy khiên rồi. Trả khiên à. Kinh nhờ. Cho đi nhận lại à. À Will lại không đi khiên à. Không đi khiên à người anh em. Ok luôn. Gì kia Tuấn. Em xin kiếm rồng ring pen nhé. Tuấn sát thủ là chơi cái gì nhỉ? Chơi DK hay MG nhỉ? À, anh em phải nói rõ là gì ạ? Chơi DK hay MG. Đây sát thần 3 này full mẹ rồi.
full rồi anh em ơi. Xin lại cái kia nhỉ, full full full. MG mana này, ông này lấy gì nào? Chat lên người anh em ơi. Ông Will Will tôi cho ông ấy khiên 4%, bây giờ ông lại trả tôi, xong giờ ông lại đòi anh em ạ. Gậy rầm ông khiên đây, gậy rầm ông khiên vào việc luôn. Ring pen nữa này nha. Vào việc luôn. Khiên đâu? Khiên đây. 10 bullet đây, tặng 10 bullet. Để tôi đi lấy ít ấy đã. Đây đây đây, trả ông khiên. Đây khiên 4% đúng không? Chuẩn luôn, vào việc. Đây tôi lấy ít ring pen đã nè. Ring pen này, gậy rồng này. Đấy, kiếm rồng, kiếm rồng này. Ring này, ring này, ring này, ring ring. Ring ring. Ok chưa? Nào. Em xin gậy rồng với khiên. Hoa tiêu đâu? Hoa tiêu lấy gì nào? Vào việc luôn nào. Xin chào người anh em Thảo 1984. Nhìn anh ra trưởng phết chuẩn luôn. Tôi như này là quá ra trưởng luôn anh em ơi. Tôi ho một phát là gì ạ? Vợ tôi nó rúm vào ngay nha. Ho một phát là phải mang nước mắm đi hâm ngay. Đừng có nhờn với tôi. Hoa tiêu đâu? Người em hoa tiêu đâu? Chát lên người em lấy gì nào? Người em lấy gì nào hoa tiêu ơi? Xin Blast đây, 10 Blast nha. Xin Blast thì có 10 Blast này. Tuấn sát thủ đâu? Tuấn sát thủ đâu nào? Vào việc. Xin kiếm rồng MG. Ok. Tuấn sát thủ là cha xe đây. Người anh em ơi. Tuấn sát thủ đâu? Vào việc. Xin chào người. Đâu để Tuấn sát thủ đã nào. Tuấn sát thủ vào cha xe đi người anh em ơi. Tuấn sát thủ ơi. Kiếm rồng đúng không? Kiếm rồng MG đây, 2 cây nha. Ring pen này. Đấy. Tặng 10 bullet đấy này là ngon chết chưa? Ngon chết luôn. Hãy xin chào người anh em Xuân Phương 086777. Linh hôm nay cho ăn gì? Linh hôm nay cho mẹ mày tí bẫy chồng nhỉ. Tí là gì ạ? Mình ăn hết cái đồ gọi là đồ đi bẫy chuột của Linh, ăn bánh mì người anh em ơi. Hôm nay ăn bánh mì thôi. Xin chào người anh em ở hiền gặp phiền. Nay chị Linh cho chơi game mà anh. Chơi ít thôi. Đấy, tôi đi phơi quần áo rồi nên được chơi tầm khoảng 1 tiếng anh em ạ. Đấy, đi phơi quần áo, đi giặt quần áo là được chơi. Đấy, còn nếu mà chưa phơi quần áo bây giờ là bây giờ là khi nào là bây giờ là lại làm hai tay úp lên ngực nha, làm trên giường luôn rồi. Thì cha em xin gậy rồng khiên, gậy rồng khiên ở đây, gậy rồng khiên có luôn. Vào việc luôn, gậy rồng khiên. Có ring ben chưa? Chưa có ring ben đúng không? Cho ring ben. Đấy, vào việc. Tôi lấy thêm nữa nào. Gậy rồng, gậy rồng. Đấy, kiếm rồng, kiếm rồng, kiếm rồng, kiếm rồng. Sau cách 2. Sờ qua này, ông này lấy gì nào? Sờ qua. Em xin set đi, em không có set đồ anh em ơi. Chỉ có ring band vũ khí đâu, set đồ tí làm em vần sau anh em nhé. Đấy, tí làm em vần sau, còn bây giờ là cho đồ trước. Cho đồ trước. Đấy, khi nào anh em lấy hết đồ đã nhá. Em xin gậy rồng khiên nha, đây gậy rồng đây nhá. Gậy rồng này, ring band này. Đấy, 10 bullet này, khiên này. Khiên này, đấy, vào việc luôn. Đấy, nó nhanh. Xin chào Louis kìa, dọn dương đi bác à. Đợi tôi tí dọn dương nào, để anh em cho anh em đồ trước nào. Hết chưa nào, hết chưa, bắt đầu chơi em vườn nào. Cảm ơn em chung được rồi, đã follow. Chúc em chung được rồi, buổi tối rực rỡ, tràn ngập niềm vui. Vẫn chưa full đi à, vẫn full đồ anh em. Đợi tí. Xin chào em Trần Văn Ninh. Đấy, chúc em Trần Văn Ninh buổi tối rực rỡ, tràn ngập niềm vui. Cho đồ anh em ơi, núi cho đồ rồi. Núi cho đồ này. Núi cho đồ anh em ơi, ngon chết rồi. Ui dù ngon. Đợi tí anh em ơi, đợi tí để tôi đi cất đồ đã. Để tôi đi cất đồ anh em ạ. Pau ạ. Người em núi đợi tí nhá. Người em núi đợi tí để tôi đi cất đồ đã. Cứ từ từ bình tĩnh. À. Đâu có đó thì chó có mắm tôm. Nào, núi đâu? Để đi lấy đồ núi đã. Đây rồi, núi cho đồ rồi. Vào việc thôi. Cung đâu, nỏ đâu. Xin chào em Nam Nguyễn, hôm nào cho Linh lên TV bác. Linh lên TV là Linh gọi sống nội tâm. Vợ tôi là sống nội tâm anh em ạ, nên là nó không dám lên đâu. Nó lên là sợ mọi người nó lại đàm tiếu, lại bảo gì à, là gì à, đoảng. Hãy sợ câu đoảng lắm nhá. Dạo này cũng gọi là gì, cũng biết nghe lời rồi đấy. Lông vũ này tuyệt vời luôn nhá. Xét đầu này tí nữa gì ạ, là em vần cho anh em. Đấy, cảm ơn em Vân Vân đã follow. Chúc em Vân Vân buổi tối rực rỡ, tràn ngập niềm vui. Xin chào em Bình. Anh kiếm này là phải dùng hai thanh chứ nhỉ? Sao một thanh thế nhỉ?
Đây người anh em đây, vào đây tôi sẽ ra cho em một cây nữa, nhiều lắm, kiếm rồng của tôi thì nó là nhiều nhá. Đâu tặng người em bình đâu, một cây nữa nào, tặng em bình một cây nữa nào. Bình đâu, bình bù toạc đâu, Bình ơi quay lại đây Bình ơi, nhanh lên còn chơi chơi em vườn nào. Xin chào người em Bình, anh lấy lông không, lấy lông à, có lông đấy, cho tôi lông đi người em ơi, lông của tôi giờ đang ít. No 1HN này. Ai da, lại cho đồ này, xét hỏa thần này. Úi giời, cộng 10 luôn em ơi. Dọn thùng đồ đã, đéo full mẹ rồi. Full đi em ơi, tên gì đây? No 1HN à? Full đợi tôi tí nhá. Người anh em đợi tôi tí là full mẹ rồi. Full rồi. Đợi tí, sau phát này là làm em vần thôi anh em nhá. Full mẹ thùng rồi. No 1 đâu? No 1 đéo đâu rồi đấy. À đây, No 1 đây. Giao dịch luôn anh em ơi. Xin chào anh em BB Shop, em xin con sói tấn công hai. Sói tấn công tí làm em vần anh em ơi. Sói tấn công tí làm em vần. Xin chào anh em Chinadoko Kaka, phải Linh nghe lời không bác hay đấm cho đau mắt. Vợ tôi là ngày xưa nó học cái môn gọi taekwondo đấy. Nó vả cho thì loại hôi rồi lên bờ trong ruộng. Này anh em chuẩn bị chưa nào? Chuẩn bị chưa nào? Có lấy đồ nữa không nào? Leo này, em xin cây vũ khí MR với cái ring pen nào. Lion đâu? Sư tử đâu? Lion đâu? Slay cho trước này. Mấy ông này là cho trước đã. Slay này. Cha ra đây. Lion đâu? Slay trước này. Gậy rồng này. Ok, ring pen này. Bờ nhét này. Ok chưa? Đâu hết rồi. Chuẩn bị vào việc em ơi. Gậy rồng. À, gậy rồng. Khiên nữa này. Đâu? Lion đâu? Lion đéo đâu ấy. Tôi thấy ông Lion nữa. Đây. Lion đây rồi. Sư tử đây rồi. Sư tử luôn này. Đấy, cho ít ring pen này. Đấy, cho ít huy chương vàng ném nhá. Túi đỡ phải ném. À, ok chưa? Đấy, Lion này. Khiên nữa này. Đấy, ok luôn. Xong chưa anh em ơi? Làm em vườn đi. Ngọc Anh là ông nào đây? Từ đã nào. Nhanh nào anh em ơi. Nào Ngọc Anh nào, lấy gì nào. Ây da, chết tôi rồi. Ui, tôi có mỗi chân này à? Tôi tưởng cả bộ cơ. Có mỗi chân triệu hồn cộng 13 anh em. Ông này không biết ông hack ở đâu được. Ông này không đớp đâu được, ông lại cho tôi đấy. Có khi lại cầm nhầm của bạn thân mẹ lại đưa cho tôi, lại đến khổ tôi. Em xin Blast ở đây, cho 10 viên Blast. Đã full mẹ thùng rồi anh em ơi, full thùng, không biết có đủ đồ không đây. À vẫn kịp, vẫn đủ. Đấy. Hết chưa nào? Hết chưa, bắt đầu chơi Evan nào? Bình Bro đâu rồi? Bình Bro đây rồi, đây, Bình Bro đây rồi. Nào Bình Bro đâu? À, từ đi lấy. Đi lấy hàng cho Bình Bro nào. Đấy. À, xét hoa thần để lại này. Gậy rồng để lại, quên mất. Đây, xét này để vào đây. Đây, kiếm rồng đây. Đấy, kiếm rồng. Đâu, bình bờ rồ đâu. Đây, bình bờ rồ đây. Đứng im nào bạn ơi. Đây. Tặng người anh em thêm quả kiếm này. Tặng thêm lông vũ đi nhờ. Đấy, tặng. Ui, ông lại đưa tôi lông vũ làm gì. Hả? Tôi cho người em lông vũ, ông lại cho tôi hai cái lông vũ. À, thế là cũng ok đấy. Xin chào anh em hết thời về quy ẩn. MU gì thế bạn? Đấy, người anh em nhìn trên màn hình đấy. Tên MU có ghi trên màn hình đấy. Con game này là chỉ có 4 class thôi. Sâu FDKMG thôi. Hết chưa nào? Katajin này, nhanh lên anh em ơi, nhanh đi còn làm Evan phát nào, làm Evan phát là xong là bắt đầu đi Devin đấy. Ui giời. Cho đồ à, full mẹ rồi. Full rồi anh em ơi, full rồi. Đéo thua full bố rồi. Lại mới đi tự đợi tí, full anh em ạ, full. Bây giờ là làm Evan đi. Làm Evan đi anh em ơi. Không thì là lại full thùng đồ bây giờ đấy. Nhá. Làm em vừa đi, anh em chuẩn bị đây. Anh em chuẩn bị đây để xin lông ở đây. Ông này xin lông này, giao dịch luôn. Cho lông luôn là chùm KS này. Cho lông vũ kìa. Ông này một cái này. Đấy. Ông 10 giờ đâu. 10 giờ một cái này, mỗi người một cái. Nhá. Có lộc cùng chia, có hỏa lạn cùng chịu ấy nhá. Đừng đưa nữa sang anh em ơi. Đừng đưa nữa nào. Phun mẹ rồi. Hết chỗ rồi đấy. Nào, có bừa chỗ không nào?
10 giờ này. À thấy phun mẹ rồi. Thôi anh em ơi, để tôi đi làm em vườn phát. Anh em đợi đợi tôi làm em vườn cho xong đi nhá. Nào, bây giờ để tôi đi lấy em vườn đã. Xem mày là dọn thùng đồ mày còn cái gì nào. Mày còn dùng gì nào. Đầu tiên đấy nó là cất này đi. Cho xe thánh nữ ra này. Ok chưa, xe thánh nữ này. Đây là nguyên một set thánh nữ này, một set quả thần này, một sói tấn công này, một sói tinh này và một thần mã này. Đây có thần mã này của tôi nhá, anh em nhớ chưa? Bắt đầu tra re này, anh em chuẩn bị này, anh em chuẩn bị nhá. Về nào, bắt đầu là tra re nào. Đầu tiên là sẽ là sói đỏ trước nhá, sói đỏ trước này, ok chưa? Xin chào người em Minh Phương, chào bác Hải. Không nể vợ, tôi nể vợ, không phải không nể vợ. Vợ tôi mà tôi không nể, mẹ nó vả cho thì lên bờ xuống ruộng luôn. Là anh em ơi chuẩn bị nào. Xin chào anh em Thanh Quân, chào bác Hải, chúc bác buổi tối like vui vẻ. Cảm ơn anh em Thanh Quân, chúc anh em Thanh Quân buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Cảm ơn anh em A Còng đã chia sẻ phiên like, cảm ơn anh em Tài 1992 đã follow. Nào chuẩn bị nào anh em ơi, Evan nào. Evan cha re nào. Evan cha re. Evan cha re. Atlan S711 đi. Atlan S nhá. Alan S anh em ơi, về Alan S đây. Nào bắt đầu là vào việc. Alan S, ông làm cha cho tôi trước là được. Thế thôi. Nhanh 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 ơi, nhanh nào, nhanh nào. Nhanh nào. Alan S 71. Alan S 71. Đây là tôi đang di chuyển nhá, tôi phải di chuyển nhá, tôi di chuyển, ông nào cha gen được tôi là cha được là cha gen luôn này. Đấy, di chuyển này. Tao cha gen luôn. Đây ông đầu tiên này, người anh em này sẽ nhận được một con sói. Sói đỏ nhá. Ok, một người. Người tiếp theo nào. Không sợ ai này. Không sợ ai sẽ được một set gì đây. Không sợ ai sẽ được một set hỏa thần đi nhá, hỏa thần cộng 10. Làm em vẫn chưa, làm em vẫn rồi đấy anh em ơi. Set hỏa thần cộng 10 này. Ngon chết luôn. Tiếp, trai cho tôi đi nhá, Evit này. Evit sẽ được set thánh nữ này. Thiếu chân ở đây, chân này, chân đây. Như vậy chúng ta chỉ còn một thần mã và một sói tấn công anh em ơi. Đấy, thần mã với sói tấn công là chúng ta sẽ đi về Loren anh em ơi. Về Loren, về Loren. Anh em ơi về 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 Loren à. Về Loren. Chuẩn bị đây, về về Loren à. Về Loren sẽ là sói tấn công trước nhá, sẽ làm được xong đấy thần mã nhá. Về Loren anh em ơi. Về Loren đây. Nào chuẩn bị nào. Hiện tại chúng ta có một thần mã và một sói tấn công nhá, còn hai cái này xong này. Nhanh còn đi blue anh em ơi. Nào về Loren. Tôi đây anh em ơi, tôi đây, follow me. Tôi đây anh em ơi. Đây tôi ở đây, chính xác là tôi ở đây luôn. À, anh em tra ra tôi đi. À, đầu tiên là sói tấn công này. Will rồi, Will được rồi, Will được rồi. À, xin phép được Will, tặng Will con sói tấn công nhá. Tiếp tục này. À, chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị này. Thần mã này, tôi là thần mã này. Ok chưa, thần mã anh em ơi. Thần mã, thần mã. Bây giờ đến thần mã. Đây, sushi được rồi, sushi được thần mã rồi. Ok, squawk này. Lại 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 đi anh em ơi, lại lại đi. Quá lỗi 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 lỗi. Đây đây tôi đây. Tôi đây anh em ơi. Tôi đây. Follow me. Tôi đây anh em ơi, tôi đây này. Thần mã anh em phát cuối này, thần mã nhá. Đây thần mã anh em ơi. Xin chào anh em Hoàng Toàn, bác Hà nhìn giống Hàn Tín nhỉ. Fan tôi là fan cuồng của Hàn Tín anh em ạ. Sờ quọc được à? Sờ quọc được thần mã anh em ơi, như vậy là kết thúc nhá. Như vậy là hết anh em ơi, như vậy là xong. Hết rồi. Hết. Hết anh em nhé. Đấy. Đấy, hẹn hẹn anh em ngày mai. Đấy, ngày mai hẹn anh em ngày mai anh em ơi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Đấy, còn 10 bullet thì tặng người anh em thôi. Cứ hết rồi người anh em ơi. Khó quá. Hên xui anh em ơi, em vừa để hên xui thôi. Bây giờ xin phép là tôi đi đi David đi anh em ơi, đi David thôi. Quay vậy. Khó quá. Ít đồ nhưng mà đồ nó hiếm. Nếu mà tôi mà nhiều xem tôi tặng mỗi người anh em một con. Nhưng bây giờ có mỗi một con thôi, do vậy nhiều người xin chúng ta phải làm em vườn này cho nó vui vậy. Đây David này. Xin chào em thắng Chelsea. Đấy, chúc em thắng Chelsea buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Vào. Chạy 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 chạy. Chạy đây anh em ơi. Sophie đứng mẹ đây anh em ạ, đứng đây chặn được cửa luôn. Đứng đây chặn cửa luôn nhá. Vào việc đây. Và việc đây. Chào mừng anh em đến với trận David 22 giờ buổi tối hàng ngày. Nhầm. Chào mừng anh em đến với trận David 22 giờ 30 buổi tối hàng ngày nhá. Anh em bắt đầu đang chặn cửa rồi, đang chặn cửa rồi. Vã đây, vã đây.
chim cánh cụt này. À em vị trí rồi, em vị trí con hàng chết vua này. Vã đi bạn ơi, vã đi, em vị trí kìa, vã đi. Vã em vị trí đây. Con hàng chết nguồn. Rồi bắt đầu di chuyển thôi anh em ơi. Bắt đầu rồi, còn 10 giây đóng cửa rồi. Tôi xin phép là tôi phải tele anh ơi, tôi phải tele rồi. Bắt đầu là bởi chiến thuật đó là gì, làm rối loạn đội hình đối phương. Nhá, rối loạn đội hình đối phương. Rối loạn đội hình phương, vừa tele thì vừa bút máu anh em ạ. Anh em đang rất đông đây. Bắt đầu ke nhau rồi. Dồn nhau ở giữa rồi anh em ơi, dồn nhau ở giữa rồi. H5M1 và gì Lương Sơn đang gì đang ôm vào nhau rồi. Đang trao nhau những cái nụ hôn nồng cháy rồi. Nào. Đấy. Chơi con game MU này anh em nhớ đi vào lút David nhá. Bà lút David nó là hai cái sự kiện nó là sự kiện gọi là đặc quyền riêng của một game MU anh em ạ. Anh em mà không đi vào lút David là quá là buồn luôn đấy. Bắt buộc phải đi nhá. Anh em phải đi. Đấy, nó là gì? Nó là biểu tượng của game MU đấy. Bà lút David anh em ạ. Em vị trí vẫn sống cả. Tele liên tục anh em ạ. Tele liên tục. Á chưa hy sinh chưa? Hy sinh chưa? Tôi nhìn thấy người em Master K kìa. Master K đang đứng ở kia kìa. Người em Master K cẩn thận nhá. Người em Master K cẩn thận đấy. Nào. Will. Rồi bắt đầu quá xuất hiện rồi. Chi Vát 25 mẹ tôi thấy cả Chi Vát 25 anh em ạ. Em Việt Chí và Chi Vát 25 vẫn sống. Chết tôi rồi. Con này phải tele đi giờ đi. Cuối David mất thôi anh em ạ. Cặp mấy con hàng này là nó vã tôi kinh khủng lắm này. Vã tôi kinh khủng lắm. Úi là Chi Vát 25 kìa. Đây tôi ra tôi xem người em Master K của tôi à. Đây, Master K của tôi này. Ông lát xong nhỉ? Ông có đứng như thế này. Lát rồi. Master K tôi đoán là hy sinh rồi đấy. Xin chào người em chạm dừng cảm xúc. Linh ơi rút tay mạng em, đừng rút tay mạng. Chưa đến giờ đâu, tôi phơi quần áo rồi, do vậy là chưa rút tay mạng đâu. Nhá. Tôi đã làm việc gọi là chăm chỉ rồi đấy, thì mới được chơi game anh em ạ. Làm việc chăm chỉ rồi. Hết chưa nào. Ui em biệt trí vẫn quản anh em ạ. Chỉ phép là vẫn phải tele thôi. Xin chào em Trần Việt Anh 697. Linh chưa bắt đi ngủ à? Chưa người anh em ơi. Chưa. Hôm nay là cũng xin phép anh em là cũng phải đi ngủ sớm đấy. Tại vì hôm nay đến lịch rồi. Nha, hôm nay xin phép là tôi phải nghỉ sớm để tôi trả bài đấy. Bài vở bây giờ tôi cũng đang gọi là đang mải viết bài. Tí nữa sẽ trả bài anh em ạ. Tuần 2 tháng 8 năm 96. Đấy, lịch của tôi là thứ hai và gì ạ? Thứ hai và thứ sáu anh em ơi. Đấy, tối thứ hai và tối sáu. Bắt đầu vào rồi ạ. Một vào đây rồi. Vào BT anh em ơi, vào BT. Hy sinh chưa nhỉ? Ừ. Em vị trí vẫn sống nhỉ, vẫn sống đấy. Gần chết em ạ. Tiếp tục phải tele thôi, tôi cứ tưởng hết rồi. Nhá. Con hàng vẫn đang tele. Tôi cũng tele anh em ạ. Kéo dừng lại được. Bây giờ dừng lại là hy sinh đấy. Đây, em vị trí kìa. Đấy. Em vị trí. Em vị trí chơi cái bài nó chết tỏi mẹ rồi. Học rồi anh em ơi. Mẹ vẫn bị dã vã chết. Căng thế nhỉ. Khó thở lắm anh em ạ. Khó thở lắm. Lại hy sinh rồi. Nha. Vẫn hy sinh. Xin chào người anh em. Đấu phá thương khung à. Game này lạp 50 củ. Có tốt của bạn. Ui dồi 50 củ à. 50 củ là người anh em mẹ mày là nguyên cả một gui luôn nhá. Tuyển luôn một gui luôn 50 củ bây giờ nó phải trên là Phật tổ rồi. Theo anh em bây giờ trên Phật tổ nó là cái gì? Đấy. Bây giờ tôi nhá, cái ác này của tôi này, cả cái ác của tôi cộng 13 này, đấy giá dao động từ 300k đến 500k là tôi đã thành Bồ Tát rồi nhá. Tôi đã làm mưa làm gió rồi nhá. Chỉ có từ 30 thì chỉ có từ 300k đến 500k tôi đã làm mưa làm gió rồi. Mà người anh em mà chơi quả 50 củ thì tôi nói thật là người anh em nó còn trên cả Phật tổ luôn. Người em phải thành đấu đế luôn nhá. Đấu phá thương khung đúng không? Người em phải thành đấu đế luôn. Người em xem phim đấu phá thương khung rồi đúng không? Thì đấu đế nó là cái bậc tu chân cao nhất rồi nhá. Đấy, 50 củ nó thành đấu đế rồi. Gọi là hô phong phán vũ rồi nhá. Xin chào anh em Tuấn Nguyễn, réo tên tôi cái đây. Chúc người em Tuấn Nguyễn buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Đấy, 6368 mãi đỉnh. Xin chào anh em Lên Hoàng Việt, hôm qua trả bài kỹ quá không livestream. À, đúng rồi anh em ơi, hôm qua là 20 tháng 10 đấy.
Xin chào người anh em Nam Cận 50 củ thì bố là mẹ người ta chứ, đúng rồi. Nó thành đấu đế anh em ạ, đấu đế rồi, 50 củ thành đấu đế rồi. Con game này anh em cứ chơi giải trí vui vẻ nhẹ nhàng thôi, chả mất đồng nào luôn anh em ạ. Đấy, tôi khuyên anh em cách chơi như này này. Đấy. Anh em nào thích đam thích game MU đúng không? Ngày xưa anh em thích chơi con class gì? Tôi ví dụ nhá. Ngày xưa anh em thích chơi DK đúng không? Thích mặc set rồng đen đúng không? Người em vào lập arc DK, sau đó đi gì ạ? Đi săn boss kiếm được cái set rồng đen. Sau đó tự tay mình đập cái set rồng đen ấy đến lên cộng 9. Sau đó là đi săn boss, sau đó đi blood devil, thế là vui rồi anh em ơi. Không cần phải mua bán cái gì cả nhá. Đấy, chơi giải trí vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Đấy, chúng ta phải là giảm tối thiểu cái việc đó là gì ạ? Mua bán lại. Tự tay kiếm nó vui anh em ạ. Khó một tí cũng được, tự tay kiếm nó vui hơn. Xin chào người em Thanh Quân, bác vẫn quay DK hả? Tôi vẫn chơi sâu anh em ơi, tôi chơi sâu đấy. Xin chào anh em Tagazin, bác Hải tí em ít lông ép cánh hai được không? Xem còn cái nào không? Còn một cái này, còn một cái tặng người anh em Katazin này. Katazin đâu? Còn một cái thôi. Hết bố rồi. Xin chào người anh em Mạnh Hà Vũ, con MG set 15 kìa đấy. Con game này bắt đầu là gì ạ? Có độ 15 rồi anh em ơi. Con game này open được 9 tháng rồi, gần 10 tháng rồi anh em ạ. Đấy, 9 tháng rồi, do vậy đồ bây giờ nó là cộng 15 rồi. Mới lên cộng 15 thôi. Đây, chúng ta cùng đến với nhân vật MG này. Đấy, MG chúng ta sẽ là gì ạ? Wing cộng 15 này, set hỏa thần cộng 15 này, cặc kiếm rồng này cộng 15 này. Đấy. Ok chưa? Đấy, ngon chết luôn, ring pen cộng 4 à. Ồ, ring pen vẫn được cộng 4 à? Ring pen phải cộng 5 đi bạn ơi. Nha, ring bây giờ cộng 5 rồi. Xin chào em Bình, anh đổi lại cho em cái kiếm tăng sát thương hoàn hảo 10% với. Ok người nha. Đây. Đi tìm đã, đi tìm. Đi tìm đây, 10% đây, ngon chết chưa? Đấy, 10%. Lông vũ này vẫn còn mấy cái này. Ông nào lấy lông vũ thì cho lốt này. Vào việc luôn này. Tao bây giờ tôi về chỗ cũ người em Bình nhá, tôi về chỗ cũ luôn. Tôi về chỗ cũ luôn này. Cảm ơn anh em Vũ Trung Kiên đã follow nhá. Chúc anh em Vũ Trung Kiên buổi tối rực rỡ ra tràn ngập niềm vui. Đấy. 6368 mãi đỉnh mãi đỉnh. Đâu rồi, người game Bình đâu rồi? Bình bù toạc đâu? Hanzo này. Hanzo lấy gì bạn ơi? Lông vũ à? Xin chào người em Hoàng Sang Phương Phạm. Anh cho em ít blast với live với. Ok người em ơi, tặng người em 10 blast. Hanzo em xin cái lông vũ đây, lông vũ đây, biết ngay là xin lông vũ là cho một cái xoay nhá. Thanh Trúc này cho mình xin cái nỏ rồng à? Nỏ rồng à? Nỏ rồng phải đi lấy đã anh em ơi, phải nỏ rồng phải đi lấy đã nhá. Nỏ rồng phải đi lấy. Đây nỏ rồng đây. Đấy, kiếm rồng đây. Có rồng. Đấy, có cái chân triệu hồn cộng 13 này. Ông nào lấy không nào, vào việc luôn này. Đấy, chân triệu hồn cộng 13 nhá. Giảm nó thương luôn. Sờ quạc này, xin lông ở đây, cho một lông. Người em gì nhờ, người em Katazin ơi, vào đi. Vào đi, người em ơi, sắp hết lông vũ rồi đấy. Katazin đâu, người em Katazin của tôi đâu. ICVPS này, xin Blast đúng không? Cho Blast, 10 viên Blast. Không có like. Like chưa có. Để tôi đi lấy like đây anh em ơi. Anh em xin like, tôi phải đi lấy like đã nhá. Đợi tí anh em ơi. Là like hết mẹ rồi, sắp hết rồi. Nhá, like blast đúng không? Đợi tí anh em ơi. Mẹ không tích được chuột đi em ạ. Không tích được chuột luôn. Nào. Ra đây là vào việc nào. Tiếp. Thì ICBS, em xin cái chân triệu hồn à. Ok người anh em. Tên như L này. Ông này lấy gì nào? Lông vũ ở đây, lông vũ đây. Còn một cái thôi anh em ơi, người em Katazin của tôi đâu rồi? Người em Katazin đâu? Tên là gì nhỉ? Người em Katazin tên là gì nhỉ? Chimbu này, Chimbu lấy gì nào? Xin chào người em hết mẹ tên hay. Chúc người em hết mẹ tên hay buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em Trần Khánh Nhật, em xin cánh chân triệu hồn này. Ông ICVBS ông xin rồi. Chimbu này lông vũ bác ơi à? Lông vũ có phải là ông Katazin đúng nhỉ? Hết mẹ rồi đấy. À vẫn còn một cái này tặng người em ra Katazin nhá. ICVS đây, ông này tặng ông này cái chân triệu hồn nhá. Chân triệu hồn cộng 13 giảm nó thức 7% đây. Nhá. Vào việc chưa? 1 10 này với cả 10 bên like. Ok chưa? Thanh Trúc xin đích bên này Katazin đã đây rồi mà vẫn còn này. May nhá, vẫn còn đấy. Ôi người em vẫn cho tôi đồ à, phun mẹ thùng rồi, đéo làm kiểu gì bây giờ anh em ơi. Phun mẹ thùng rồi đéo lấy được. Xin chào anh em Dũng Hòa CR, hỏi anh không rep. Đây người anh em ơi, tin nhắn nó trôi nhiều quá, anh em phải hết sức bình tĩnh. Chúc người em Hòa Dũng CR buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Đấy. Katazin à. Phun thùng người anh em ơi.
Thanh Trúc đâu? Thanh Trúc xin nỏ rồng Ring Band. Ok Thanh Trúc, tôi đi tìm em Thanh Trúc nào. Thanh Trúc ơi, từ đã để lấy người thay gọi em, người em Thanh Trúc nữa nào. Bình Bro đây, đổi kiếm đây, kiếm 10% đây người anh em ơi. Tôi tặng luôn người anh em nha, người anh em không phải đổi nữa, tặng luôn người anh em. Đấy, ok thôi, người anh em không cần phải trả đâu, tặng luôn. Xin chào người anh em Dũng Hòa CR, anh chơi game bị chị chửi, chị không chửi à? Có chửi, nhưng mà gì ạ? À? Nhưng mà chuẩn bị hôm nay là đến lịch trả bài anh em ơi, nên là hôm nay là không chửi được đâu. Thanh Trúc này, Thanh Trúc tặng ring pen này, nỏ rồng này, ring pen này, đi mẹ quả ring pen cộng 5 à? Ô, không có ring pen cộng 5 à? Mình xin, có ring pen cộng 5 anh em ạ. Giờ tôi mới để ý. Giờ tôi bị đây, ring pen này tặng người em 10 blast nữa này, là ngon chết luôn nhá. Black Soul này, Black Soul này. Xin chào anh em Nguyễn Minh Đức. Chờ chút, em con game tặng set đồ. Ok người anh em vào đi, vào đi. Đấy người em trước khi vào là bảo tôi gọi là dọn thùng đồ nhá. Em xin gậy rồng Ring Band, gậy rồng Ring Band. Đây gậy rồng có luôn nhá. Ring Band nó lại là ok luôn, tặng 10 blast để reset. Vào việc luôn. Xin chào người anh em bố voi chơi game này là Linh không chửi nhỉ. Đúng rồi. Con game này của tôi bây giờ chỉ một buổi tối tôi chỉ tiêu 5.000 tiền điện và 5.000 tiền mạng thôi. Một buổi tối tôi chỉ gọi là tiêu hết có 10k thôi anh em ạ. Đấy, một số anh em là gì ạ? Là đi đá bóng là một này, đi karaoke là hai, đi nhậu là ba, là gì ạ? Một buổi tối tốn lắm anh em ạ. Do vậy mà tôi gọi là gì ạ? Được Linh hướng dẫn cái phương pháp là chơi game thôi. Buổi tối chỉ có mất 5.000 tiền điện và 5.000 tiền mạng thôi. Nhật 1234 em xin ring pen đây, ring pen đây người anh em ơi. Ring pen đây. Đấy, tặng em 10 blast luôn, em lấy gì không nào? Cho gà gậy rồng luôn nhá, không lấy cũng phải lấy. Ok chưa? Xin chào anh em Huyền Trương, con game này cả lát nào đam to nhất bác, to nhất bao rộng DK. DK bao giờ cũng là đam to nhất luôn. Đấy anh em sẽ cho tôi vũ khí này. À, full mẹ rồi. Chứ có full không đây. Ok ngon chết. Cho em xin gậy với ring pen. A vai bươm. A vai bươm đâu? A vai bươm đây. Giao dịch. A vai bươm. A vai bươm đâu? Tao cách à, một. Xin chào anh em Củn 6868, đọc comment đây anh. Đây người anh em ơi, đợi tôi tí, tôi đang cho đồ anh em. Hơi bị mất tay một tí nhá. Hơi bị mất tay một tí. Người anh em đợi tôi một tí nhá, để tôi tra ra cho nốt công này đi. Bây giờ tôi đi cắm chuột phát là tôi có thể hot của anh em được. 1, 2, 3, 10 blast. Ok chưa? Đây, đây, bắt đầu chào này. Xin chào người em Củn 6868. Chúc người em Củn 6868 buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. MUBK tặng em set 2.0.0. Không được anh em ơi. Đấy MUBK tôi tải. Tôi không tặng một cái gì bên MUBK cả. Tại vì MU trừ BK nó chơi cực kỳ dễ luôn. Đấy anh em bắt buộc phải tự đi kiếm đồ hoặc là tự săn bot nhé. MU trừ BK tôi không cho cái gì đâu người anh em ơi. Con game này quá dễ chơi rồi. Chip đô mùa này tặng tôi là full thùng như vậy. Đấy anh em tặng nhiều đồ quá, full mẹ thùng rồi. Xin chào anh em gu của bạn đây nè. Giờ giới hạn point à bác. Con game này là reset 50 lần là mắc. Do vậy là point của anh em là reset 50 lần là bằng nhau hết. Full mẹ thùng rồi đã làm gì được. ADB 1 này. Anh em cho tôi gì hay lấy gì nào. Ai da 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 da. Set sâu hồng em ơi. Đợi tôi tí nhá. Để tôi đi cất đồ đã. Đợi tôi cất đồ đã anh em ơi. Đây rồi ADB 1 đã cho tôi đồ rồi. Đây người anh em ơi vào việc luôn. Xin chào em Củn 6868. Em xem anh 5 năm rồi đấy. 5 năm người anh em ạ. Người em hết sức thông cảm nhé. Xét đồ 2.0 đang có giá. Do vậy không cho được anh em ạ. Đấy. Anh em phải tự đi kiếm đồ hoặc là mua bán trong game thôi. Còn không còn cách nào khác. À tôi sẽ gì ạ. Tôi tí tôi sẽ gì ạ. Hướng dẫn người anh em sang con game này này. Con game này gì ạ. Là gì ạ. Đồ đạt free luôn. Nhá anh em nhá. Anh em không cần phải mua bán gì cả. Vào phát là chỉ có ném đồ là xong thôi. Nhá. Kinh nghiệm cho tôi cả kiếm điện kìa. Ok người anh em. Ông nào lấy đồ nào. Nhật nè, ông Nhật lấy gì nào. Gậy rồng đúng không. Nhật lấy gì nhỉ. Mẹ ông Nhật lấy gì nhỉ. Lấy gậy rồng đúng không nhỉ. Xin chào anh em Gaming nhà nghèo 1 triệu. Được xét đồ chuẩn VIP. Con bà nó chuẩn để BK. Đồ của tôi có 300k này đã thành là mưa làm gió rồi. Em xin xét sâu. Sâu gì sâu hồng. Làm gì có xét sâu hồng anh em ơi.
sau hôm ông kia ông còn chưa cho cơ. Ấy, ông kia bây giờ ông thấy tôi là bảo cho người khác là ông ấy lại thôi không cho rồi. Bây giờ chỉ có vũ khí rồi này. Không có anh em ạ. Cho em xét sâu hồng, không gì có xét sâu hồng. Ông kia ông còn chưa cho anh em ạ. Ông kia ông còn chưa cho tôi xét sâu hồng cơ. Đây, đây đây ông cho phát là vào việc luôn này. Green này. Xin chào người anh em bố voi, anh làm nghề gì vậy? Xem video anh mà chưa biết. Tôi làm nghề truyền hình em ơi. Đấy, tôi là chuyên về quay phim này, dựng phim này. Đấy, dựng phóng sự tin này, TVC các kiểu đấy. Anh em cứ xem VTV1 như thế nào thì tôi lại làm như kiểu như thế nhá. Kirin này, em xin cái ring pen 5 à. Mẹ, ông này có mỗi cái ring 5 thôi, còn hết pen rồi. Mỗi cái ring 5 thôi. ADB1 đây 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 rồi, hàng về rồi. Đây check hồng đây. Giảm đã thương luôn à. 500 công. Đây 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 có hàng về, hàng về. Hàng về anh em ơi, check sâu hồng đi rồi. Em xin cái đỉnh bèn đây nhá, xét sâu hồng này bây giờ là ông nào tra ra được tôi là ông ấy được nhá. Cái nhiều em xin đấy. Nhá. Ok chưa? Bây giờ là gì ạ? Đây tôi đứng ở đây đây, ông nào lấy xét sâu hồng ra đây tra ra tôi nhá. Ông nào lấy xét sâu hồng ra ra đây tra ra tôi nào. Xin chào người anh em Cùn 6868, mua luôn của anh được không? Tôi không bán đồ anh em ơi. Đấy, anh em tự mua bán trong game thôi. Ông này ra trước gì à? Không sợ một ai này. Đây xin tặng người anh em này, ông này tra ra trước anh em ạ, là được trước rồi. Đấy, do vậy anh em hết sức thông cảm nhé. Chơi cái này nó là event. Tại vì cái set đồ này cũng ngon, do vậy mà rất nhiều anh em xin. Do vậy ông nào mà tra ra trước là được thôi. Đấy, hết rồi anh em ạ, hết bố rồi. Xin chào anh em Tuấn Phát, MU gì thế bạn? Đấy, MU này là có ghi trên màn hình em ơi, hoài niệm MU ấy. Con game này là gì ạ, chơi 4 class thôi. DK sâu FMG thôi. Hết mẹ rồi. Hết rồi, cho rồi. Cái set đồ hồng có mỗi một set thôi anh em ơi, cho bố rồi. Tôi mà có nhiều là tôi cho anh em hết, nhưng mà bây giờ thì đồ của tôi chỉ có hạn thôi. Đấy, anh em lấy gậy rồng với cả lấy ring pen thì có, còn set đồ thì lại không có. Xin chào anh em Nguyễn Minh Đức, tặng một bộ nữa này, chạy cho nhanh thế bác, chạy nhanh. Ê, đây đây đâu đâu ông Nguyễn Minh Đức ông nào nhỉ, tên là gì nhỉ, thùng đồ đây đây về đây lấy lốt set nữa anh em ơi. Xin chào anh em qua đế vương cày master anh ơi. Ê, đây, đây, chuẩn bị nhá, chuẩn bị tôi qua đế vương anh em nhá. Anh em nào mà cần là gọi là gì ạ, xem game gọi là review game mới nhá. Review game mới là tôi lại chuẩn bị là review đấy. Anh set không nữa à? Ông nhiều set thế ông ơi. Nhiều set thế. Tiếp một set nữa này. Set này ông nào gọi là gì ạ? Chan ra trước là được luôn này, không mũ à? Ok, set này không mũ anh em nhá. Set này không có mũ nhá. À có mũ đấy, nhắc quá là có mũ luôn. Nào. Nào, bay nào. Đây tôi đang ở đây anh em ơi. Tôi đang ở đây này, ông nào chan ra tôi trước là được nhá. Ông nào tra ra tôi trước là được. Tôi đang đứng ở đây này anh em ơi. ICVPHS. Ông mẹ con hàng gọi là này là nhanh đấy, nhanh tay đấy. Đây tặng người anh em. Ok chưa, như vậy là hết. Còn đâu tặng đồ nữa không nào. Katajin xét rồng đen cộng 2 kiếm rồng 2k9, bác nào lấy ra hộp đấy. Đây đấy, của ông kìa, ông Katajin kìa. Ông ấy đang đứng ở hộp đồ kìa. Hết rồi anh em ơi, hết rồi. Xin chào, xét này ngon hơn phép anh chứ. Không bằng. À set này set không bằng anh em ơi, nếu mà so về BK là không bằng. Còn so về đam là nó đam to hơn, nhưng mà PK là không bằng set tôi được, set tôi cộng 13 này, giảm đất thương là ngon hơn. Xin chào em Trần Khánh Nhật, cho em set sơ hồng với, không kịp rồi. Nhiều người xin quá anh em ơi, nhiều người xin quá, ông này lấy cái gì nào? 2010 này, hết đồ rồi anh em ơi, chỉ còn ring pen thôi, có lấy thì lấy thôi. Hết rồi. Đây cho gậy băng nhá. Gậy băng, bây giờ còn gậy băng thôi. Hết rồi. Xin chào anh em Hoàng Toản sang test server Kiripak. Ok, người em đợi tôi tí nhá. Xin chào anh em Cùn 6868. Reset bằng Blast kiếm ở đâu ra? Blast ấy có nhiều cách kiếm. Đầu tiên là gì ạ? Phím H Sunbot nhá. Này, phím H Sunbot đánh rồng vàng thỏ ngọc là rơi Blast. Cách số 2 là đi Blood Devin cũng rơi Blast. Cách số 3 là đi cầy ấy này, đi cầy huy chương bạc anh em ạ. Đấy, đi cầy huy chương bạc. Hết rồi anh em ơi. Đấy, đi cày huy chương bạc. Đi cày huy chương bạc, huy chương vàng ném ra này cũng được Blast, thỉnh thoảng được Blast. Đấy, cách số 4 là cách dễ nhất để kiếm Blast này. Người em nghe cho kỹ này, đấy cách số 4 cực kỳ dễ này là người em mua lại của anh em khác trong game. Đấy, cách này cực kỳ dễ luôn và nhanh. Blast bây giờ giá cực rẻ anh em ạ, 1k vì 5 đồng nhá. 1k đấy, 1k nhỏ nhỏ đấy, mua được 10 viên. Từ 10 đến 15 viên anh em ạ. Đấy, 1.000 viên đồng, 5 đồng mua được 10 viên. Xin chào anh em HXT trả bài cho Linh chưa? Đây chuẩn bị anh em ơi.
chuẩn bị rồi đấy, 11 rưỡi là bắt đầu tôi trả bài đấy. Xin chào người anh em nhìn bác hài như tên, khéo lên đi tham gia táo quần đi bác. Tôi cũng rất là vui khi mà khi anh em vào xem like của tôi mà anh em cảm thấy thoải mái này, đấy, cảm thấy giảm stress này. Những ông nào mà hay bị vợ mắng, vợ chửi, vợ ganh đấy thì cứ vào cái xem live stream của tôi nhé. Anh em chúng ta gọi là đồng cảm đấy, gọi là đồng cảm đấy, cùng cảnh ngộ, là anh em chúng ta có thể chia sẻ cho nhau được những cái gọi là cái bức xúc trong cuộc sống. Xin chào người anh em Nguyễn Dung 5500. Game gì vậy? Con game này là con game MU anh em ơi, MU phiên bản 4 class thôi. Và tên con game này có ghi trên màn hình đấy, hoài niệm MU đấy, ghi trên màn hình. Xin chào anh em Katazin, vừa test nhân phẩm 10% Win 2 tạch anh ơi, bữa lên mà lại tạch. Hên xui em ạ. Nó khó mới có thịt chó mà ăn. Dễ thì bây giờ anh em bây giờ là ai cũng gọi đồ ngon hết rồi. Đấy, nó phải hơi khó một chút. Xin chào người anh em Thái Sở Tinh KK, bác Hải tí nữa coi chừng vợ ganh nữa. Hôm nay không ganh nhá, vợ tôi hôm nay không ganh. Vợ tôi hôm nay là đặt nhận đến lịch trả bài, do vậy mà là cười tươi như hoa anh em ạ. Cười tươi như hoa luôn nhá. Hôm nay là dạ cười từ tối đến giờ. Bây giờ đang ngồi gọi đang ngồi nằm vẫn cười đấy. Chuẩn bị mà. Xin chào anh em Duyệt, Phạm Thế Duyệt. Xem video thấy mặt bác hay nhăn quá. À, không nhăn không được anh em ơi. Không nhăn không được. Bữa cơm nào cũng như bữa cơm nào luôn. Đấy. Ăn uống hôm nào ăn uống cũng phải chan cả nước mắt vào luôn. Không ăn thì nó lại mắng cho, mà ăn nhiều thì nó bảo ăn nhiều thế, thành con lợn à. Đấy, ăn ít thì nó bảo là cơm này không ngon à. À, chê cơm à, kiểu gì cũng nói được anh em ạ, khổ lắm. Xin chào người anh em Hoàng Toản, sao con sâu kia cánh không vẫy? Ông này ông đi cánh không vẫy là chẳng do là cánh nó bị cứng quá. Cánh cứng quá. Gọi là cánh lởm đấy, cánh người ta là gì ạ? Là vẫn có gọi là có xương có khớp. Cánh ông kia là hết xương hết khớp rồi, hết xăng rồi. Yếu rồi là không vẫy được anh em ạ, không vẫy được cánh. Xin chào, cảm ơn anh em KL Sport đã follow nhé. Chúc người em KL Sport buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em Nguyễn Phương. Chào bao nhiêu lần mà không bao giờ thấy chào lại đây. Chúc người em Nguyễn Phương buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. 6368 mãi đỉnh mãi đỉnh. Đấy, ok chưa? Đấy, chúc toàn thể anh em buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào em Huyền Trương, kiếm rồng đỏ đam to bằng kiếm rồng thường bác. Kiếm rồng đỏ là của DK. Đấy, còn kiếm rồng trắng là của MG, hai kiếm này y xì nhau luôn. Một cái là cho DK, một cái là cho MG, thế thôi người anh em ạ, rất là dễ thôi. Xin chào em Lâm Nguyễn, reset mua này như thế nào anh ơi? Đấy, anh em đủ điều kiện gõ lệnh thôi, sổ chéo reset nhá. Đủ điều kiện có sổ chéo reset thôi là xong. Reset 50 lần là mắc, con game này là reset 50 lần là mắc. Đây bảng xếp hạng này anh em ơi. Reset 50 lần là mắc thôi, không cần phải reset thêm. Sau khi mà reset 50 lần anh em chỉ có việc đi là gì ạ? Cày master là 1 này, đi săn bot kiếm đồ là 2 này. Đấy, giải trí vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Xin chào em Kiên Minh, cho em xin bảng cộng điểm của anh với. Đây đây, cộng điểm của tôi đây, bảng C đây. Đấy, sức mạnh cộng 500 này, nhanh nhẹn cộng 30.000, thể lực cộng 500 và diện năng lượng cộng 20.000. Xin chào em Đoàn, nói nhiều hàn cái búa bác à. Nói nhiều hàn cái búa bác à. Đúng rồi, mẹ làm có búa đi. Xin chào em người lạ. Xin chào người anh em Phong Lăng Thiên Hạ. Vui Lương Sơn tuyển anh em săn bot PK đi cốc đấy. Có người anh em gọi Lương Sơn vào tuyển này. Lương Sơn tuyển ít thôi, phải Lương Sơn đông như quân nguyên rồi. Tuyển làm gì lắm người anh em ơi. Phải để cho các vui khác tuyển chứ. Mà đi đâu cũng thấy Lương Sơn này, đi đâu cũng thấy màu vàng này. Này, thấy chưa? Đi đâu cũng thấy màu vàng luôn này. Màu vàng Lương Sơn anh em ạ. Này, tôi sang ăn lăn S này. Đấy, Lương Sơn tiếp này. Đứng đầy luôn đây. Arena xem nào, xem có vã nhau không nào. Đây lại Lương Sơn tiếp này. Đấy, lại vã nhau này. Ra đây, ra đây. Đấy, đi đâu cũng thấy người này. Tạo nhóm luôn. Cắm chuột ở đây. Xin chào em Huyền Trương, like trên kênh nào đâu các bác. À, tôi like trên Phở Bò với cả TikTok nữa anh em ơi. Xin chào người anh em Lâm Nguyễn, level bao nhiêu thì đi xét được anh Hải ơi. À, reset từ lần 1 đến lần 10 là chúng ta cần 100 level và free anh em nhé. Đấy, reset từ lần 1 đến lần 10 là free và cần 100 level. Reset từ lần 11 đến lần 20 là gì ạ? Là cần 200 level và cần 1 viên blast. Đấy, cứ thế cộng lên anh em ơi. Cứ thế cộng lên thôi. Reset từ lần 11 trở lên là 50 là chúng ta cần 1 lần một viên blast. 1 viên blast cho 1 lần reset. Chi cái lông chim bác Hải ơi, hết lông chim rồi. Hết lông chim rồi. Hết lông chim rồi. Hết lông chim rồi anh em ạ.
Đây, đồ của tôi thì hết nhãn rồi. Không còn cái lông chim nào nữa. Xin chào anh em Kiên Minh. AD gửi Lương Sơn Son có thấy chấp nhận đâu. Có anh em ơi. Có chấp nhận đấy. Anh em phải tìm chủ vui nhá. Phải tìm chủ vui thì mới vào được vui. Xin chào anh em Lê Tăng có mốc nạp không? À, xin giới thiệu anh em con game này là gì ạ? Không mốc nạp, không tốt nạp, không donate, không một cái gì hết. Anh em tự đi kiếm đồ hoặc là mua bán trong game. Không tốt nạp, không donate gì hết anh em nhé. Chơi giải trí vui vẻ thôi. Xin chào người anh em Đoàn Ngọc Út, MU gì bạn? Đây là MU phiên bản 4 class anh em ơi. Tên có ghi trên màn hình đấy. Hoài niệm MU nhé. Xin chào người em Đoàn Ngọc Út, MU này không chơi được trên điện thoại nhé. Con game này chỉ chơi được trên máy tính thôi. Giải trí trên máy tính anh em ơi. Xin chào lên tăng con sói hoàng kim bao nhiêu? Đây con sói tôi đây. Sói hoàng kim của tôi đây anh em ơi nha. Sói hoàng kim của tôi đang cưỡi đây. Đây là con sói hoàng kim của tôi. Con sói hoàng kim này bây giờ có giá bây giờ tầm khoảng 90k anh ạ. 90k thôi. Chỉ có 90k con sói này thôi anh em ơi. Đấy, Win này, Win cộng 13 này, cả cái set đồ tôi mặc trên người nhá. Tôi đang ở top 2 của Showmaster nhá. Cả cái set đồ tôi mặc trên người, gậy rồng các thứ cộng 13 hết, có hoàng kim. Đấy, giá dao động từ 300k đến 500k thôi anh em ạ. Đấy, gọi là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và cái đồ này tôi tự tay tôi đập lên. Đấy, tự tay tôi đập lên từ cộng 0 đến cộng 13 nên là nhỉ. Nên là nó là rất là khoái. Hàng này hàng kỷ niệm.